Tôi xin mến chào các bạn, các anh chị và các bạn đã đến với buổi tập khiêu vũ với câu lạc bộ Việt Dance và với Lê Sơn. Hôm nay chúng ta sẽ tập các bước rumba, phần đi ngang và xoay đầu trái phải. Thì hôm trước là chúng ta đã học bước căn bản rumba đi lên, bước căn bản đi lên là xuống rồi. Thì hôm nay mình sẽ kết hợp với phần đi ngang và xoay trái xoay phải cho đầu. Thì bước nam trước nha quý vị, bước nam trước rồi. Thì Sơn sẽ trước mắt là Sơn sẽ đứng đối diện với quý vị trước, sau đó Sơn xoay lưng lại cho quý vị xem nha. Thì Sơn đứng đối diện với quý vị để quý vị xem Sơn thực hiện như thế nào. Thì hôm trước chúng ta đã học bước căn bản rumba rồi, thì bây giờ Sơn lặp lại quyết liệt, Sơn lặp lại cái phần này một cách nhanh chóng, lướt qua thôi, rồi mình đi thẳng vô cái phần mà mình học hôm nay. Thì đầu tiên người nam lùi chân trái về là một chụm, sau đó người nam tiến lên 4 bước, 1, 2, 3, 4. Sơn lùi gần sát chút xíu để cái màn hình nhé. Một chụm, 1, 2, 3, chụm. Thì chúng ta sẽ đi lên đi xuống vài lần nhá, đi lên đi xuống vài lần, làm lại lần nữa nè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tức là người nam sẽ đi căn bản lên xuống vài lần. Sau đó người nam thực hiện động tác đi ngang, chân trái đạp qua bên trái là 1, cái chân phải chụm vô là 2, chân trái đứng ngang là 3, chân phải chụm vô là 4. Sau đó mình đi ngang trở lại 4 bước như vậy, 1, 2, 3, 4. Thì khi mà gần mình kết thúc bước số 4 thì tay trái mình nâng lên, tay phải đẩy nhẹ. Nếu như người nào, cái người partner của mình, người nữ là họ đã quen rồi thì mình không cần đẩy, họ đã biết rồi. Thường đa số những người biết nhảy thì chỉ cần nâng tay lên là họ biết đi rồi, chỉ cần không mình mới đẩy. Khi nào người nào không có biết thì mình nói đẩy nhẹ, tay phải đẩy nhẹ, tay phải. Thì tay trái nâng lên, rồi mình sẽ động tác đi ngang, người nam sẽ thực hiện bước đi ngang như thế này. Tôi sẽ lùi lại chút xíu để cho mình thấy cái chân của Sơn nha. Chân trái bước ngang là 1, chân phải chéo qua chân trái là 2, chân trái bước ngang là 3, chân phải kéo vô chụm là 4. Sau đó tiếp tục, lúc mà tôi sẽ nhắc lại cái phần này, khi mà mình đẩy nhẹ cái tay phải để cho người nào cảm thấy cái sức nổ là họ, mình muốn cho người nào xoay, thì lúc đó khi mình thực hiện động tác bước ngang đó quý vị, nhớ là quý vị để tay vô đây, để tay giữa bàn tay để vô cái hông mình nè, 1, 2, 3, 4. Rồi mình đi trở lại, chân phải bước ngang 1, chân trái chéo qua là 2, chân phải bước ngang là 3, chân trái kéo vô là 4. Và mình hạ tay xuống bình thường, tay trái để vô phía sau cái bả vai người nam, người nữ trở lại bình thường và trở về căn bản, chân trái lùi về 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi, Sơn xe lưng lại, Sơn làm động tác lần nữa cho mình xem nha. Rồi, Sơn bước lên tiếp. Thì Sơn đề 3, chân trái về một chụm, đúng quý vị. Sau đó mình đi tới nha. 1, 2, 3, chụm. Bây giờ mình sẽ đi từ động tác đi ngang. Người nam sẽ bước ngang trái, bước sang trái, 1 chụm cái chân phải vào, 2 bước chân trái, 3 bước chân phải vô là 4. Trở lại căn bản đi ngang lần nữa, qua bên phải, bước chân phải ngang 1, trái kéo vào 2, phải ngang 3, chân trái kéo là 4. Lần này mình sẽ thực hiện động tác xoay đào, thì nâng tay trái lên, tay phải đẩy nhẹ, sau đó thu tay phải về bên hông. Rồi mình thực hiện chân trái bước ngang 1, phải ngang chéo qua 2, chân trái bước ngang là 3, chụm chân phải vô là 4. Sau đó mình thực hiện động tác đi ngang trở lại, 1, chân trái chéo 2, chân phải bước ngang là 3, 4, hạ tay xuống, tay phải lòn ra phía sau vai người nữ và kéo về động tác căn bản, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok quý vị, rồi mình bắt nhạc lên, mình nhảy cái động tác này nha.
Vâng, đây là phần bước căn bản và động tác đi ngang trái phải và xây đào trái phải cho người của bước nam và vũ điệu rumba. Thì hy vọng các anh sẽ học bước này cũng khá nhanh, không có gì khó hết. Thì chủ yếu là khi mà nhớ là để cho người nào hiểu cái signal, đặc biệt là các phần mà xoay đó, là khi má bị đi một chụm, hai chụm, một chụm, hai chụm vô đó, thì khi mà chụm vô là ta nâng lên liền, chứ không phải là chụm rồi mới nâng, rồi tay đẩy thì người nào sẽ phản ứng không kịp. Và khi phản ứng không kịp thì người nào sẽ không đi kịp. Cho nên là nhớ là quý vị nhớ là chân dặn là để bắt một chụm, hai chụm. Một chụm vừa kéo chân vô nâng ra liền, nâng lên, chứ không phải là kéo rồi mới nâng, là too late, chậm quá. Nâng lên, nâng lên, rồi khi mà nâng lên đó thì cái tay kéo phải, tay phải kéo về hông đi theo. Nhớ quý vị không có xoáy đào, mà quý vị nâng lên và quý vị di chuyển thân người thì tự động người nữ hông đi theo. Đó là cái nghệ thuật diều đào, mình không phải là xoáy đào như vậy. Xoáy, tại vì người đào sẽ rất là khó chịu. Cho nên khi mình kéo chân mình nâng lên, mình bắt đầu di chuyển, cái tay mình di chuyển thì người đào sẽ đi theo liền. Và đi trở lại thì người đào sẽ cuốn theo. Chào quý vị. Hy vọng là các anh sẽ đào luyện cái bước này một cách rất là nhanh và sẽ điêu luyện trong cái việc tập luyện và sẽ được nhảy trong sàn nhảy, sẽ điêu luyện sẽ rất là hay, rất là nhanh trong cái phần này. Sẽ nghĩ là không gì khó. Nhưng nếu có gì thắc mắc thì cứ liên lạc với Lê Sơn. Số điện thoại Lê Sơn là 0401013138 hoặc là liên hệ qua cái Facebook Lê Sơn Việt Dance. Thank you. Và hẹn gặp lại các anh trong bài học sắp tới.